con trai nhà ông gặp bà bằng là crush đi mà chân chẳng à thằng nhiều hoa không biết tất cả suy nặng ba ba lô đi mơ chạy ngã sang sông đi tu chân là nằm gối đi là đi phật làm tất cả đi suy nặng ba ba lô đi mơ chạy ngã sang sông đi tu chân là nằm gối đi là đi phật làm tất cả đi không ăn nặng như thờ dân là ăn thằng như ruby đạo trong sông ra dùng chung xe anh đi để chỉ nằm mưng yên cuộc sống tiếng thiên nhiên quá giúp đi này.